Một lần nữa quý vị đang theo dõi phần tương trình đặc biệt của Sài Gòn TV với đoàn trọng Hoàng Trọng Thụy liên quan đến chuyến công du của Tổng thống Obama bước sang ngày thứ nhì và sau cuộc họp báo với ông Chủ tịch Việt Nam Cộng sản Trần Đại Quang. Hồi nãy anh nhắc tới Peace Corps, anh nhắc là một lần nữa Peace Corps tại sao Việt Nam Cộng sản và các quốc gia trong khối Cold War, thối chiến tranh đạnh trước đây lại sợ Peace Corps hả Đoàn Pisco Thanh niên Thiện Chí Hòa Bình là do Tổng thống John Kennedy thành lập ra và là một trong những cái cơ quan được sự bảo trợ những cái ngân quỹ của những hoạt động của CIA và wow. lại như nhiều nhưng mà bên nha... cái bề ngoài đó thì họ nói rằng họ gửi những cái phái đoàn này đi trong cái mục đích là thiện nguyện vâng. hỗ trợ cho vấn đề mà hòa bình ổn định của một quốc gia nào đó khi Hoa Kỳ tới phải Nếu không mà anh Thủy có điều kiện nhớ lại sau năm 1954 bắt đầu từ năm 1956 khi tổng thống Ngô chấp chánh thì họ có một cái chương trình gọi là diệt trừ sốt rét Ồ, oh, anh thấy cái chương trình đó được ngân quỷ. <laughs> họ đi đến các làng thôn xóm yeah. dịch đưa sốt rét, tuy thịt, nhiên bên cạnh mũi. đó họ cũng tìm ra tất cả những bên mối của những người mà có những... Việc cộng cái... nằm vùng À đúng như vậy. Thì bây giờ <laughs> CIA đến đây họ sẽ đi đến khắp các à. làng mạc, khắp các nơi để dạy tiếng Anh Và có thể nói Cộng, cộng hòa sầu chủ nghĩa Việt Nam cấm kỳ mà không thể nào chấp nhận đoàn thiền Chí hòa bình Pisco Nhưng hôm nay thì chuyện đã rồi Vì ừ. sao thưa anh? Việt Nam muốn mở cửa với thế giới bên ngoài trong đó đó trường đại học của Việt Nam rất muốn nhận sự đầu tư mà ngay ông chủ tịch Trần Đại Quang ông vừa nói mà ông vừa mỉm cười hơi đều tôi thấy rõ ràng cái điểm cười hơi đều đó là chúng tôi mong rằng hiệp ước TPP và vịnh cấm bọn vận vũ khí sát thương sẽ giúp cho nguồn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam nhiều hơn nữa và ông còn nói thêm đó ông hy vọng là nguồn đầu tư của Hoa Kỳ sẽ trở thành nguồn đầu tư lớn nhất so với các quần đầu tư của nước ngoài, Đó là điều mà Hoa anh Kỳ chưa? đang đứng thứ bảy vào trong số những cái quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Nhưng mà và đứng thứ bảy thì ông Quang ông muốn đứng thứ nhất anh sẽ ơi. Phải đưa lên thứ nhất cho anh, anh Hoàng Trọng Thủy. Yeah. À và nhưng mà đến bây giờ thì tôi muốn chắc là thì giờ không còn nhiều. Chúng tôi, tôi thấy anh đã đọc cái, bà, dịch cái bài diễn uh, bài diễn văn của tổng thống Barack Obama bà trong cuộc họp à. báo. Nhưng bên cạnh đó anh không nói đến vấn đề thăm viếng ở tại phủ chủ tịch và chủ tịch quốc hội Việt à, Nam sau như thế nào? cuộc họp báo thưa quý vị thì cuộc họp báo xong thì có buổi ăn trưa, ăn trưa xong rồi ghé họp với ông tổng bí thư rồi sau cuộc họp với ông trọng xong đó thì có một cái chuyến gọi là đi thăm nhà, sàn, nhà sàn của chủ tịch. ông Hồ đó phải không anh ừ. à, Trong đó có một những cái hình ảnh mà nhiều người cũng cười là khi bà Kim Ngân, bà chủ tịch quốc hội bắt cầm một cái cái gì cái xô cái, này nó cái giống sổ như... mũ trong đó có hình như là popcorn anh ơi Rõ ràng là popcorn tức là bắp, bắp rang đó Như vậy là Để thường thường, quá sáng đi Thì anh nhớ đó, anh nhớ đó là hồi như ở Sở Thú đó, á, đó Thảo Cầm Viên ở trong Sài Gòn đó Là tôi sang đó là họ bán những cái bịp oh, bắp cho, rang à, cho Thả à. xuống cho con mấy con cá chép, các khoi ăn Thì Tổng thống Obama thì tay đó thì ông rất là nhẹ nhàng Ông cầm đúng theo tiêu chuẩn đó là anh cầm nhẹ anh vãi ra À. rồi cho những con cá nó ăn thì à, hình ảnh cho thấy bà kim ngân đó giải ra một chút xíu bà cầm nguyên cái xô bà ném xuống luôn tôi nghĩ bà đi đổ rác để xuống hồ của chủ tịch đúng đó. thì cái thái độ đó rõ ràng là cái tình trạng đó là lý do tại sao mà việt nam bị rác thải nhiều như thế vâng, cái người chủ... ta cho ăn một cách không nếu mà thường đó <laughs> bạn ném vài cái xong bắt cất cái xô gì anh là người mà để đi câu cá làm. nhiều biết cá nhiều theo như anh cho cá ăn thì anh dụt vậy hay là múc xuống đảo không bà. anh ơi anh anh giải nhẹ nhàng anh anh giải ra để con cá nó đừng có tụ lại vâng. không ai mà cầm nguyên cái xô nó ném xuống cả vâng, bà không được cố vấn vâng, thưa quý vị hình ảnh của bà chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị ngân à, thì có kim thể, ngân dạ. nguyễn thị kim ngân có một cái sắc thái bề ngoài rất là hiền dịu phải không anh nhưng cái hành động của bà đã làm cho bao nhiêu người bà, ông ngạc nhiên ông, ông, ông Obama đứng để Ông ngạc oh, nhiên chứ quá nói, oh. à, tại vì ông chưa bao giờ thấy cảnh đó xảy ra mà làm sao anh anh có thể nó đi quá wow. ra à, trong cuộc họp báo đó thưa quý vị hai bên cũng hứa hẹn với nhau nhiều lắm câu hỏi về vấn đề nhân quyền đã được đặt ra vâng. và tổng thống Obama đó ông có nói như thế này ông nói rằng là lẽ đương nhiên Hoa Kỳ muốn các quốc gia mà đối tác của Việt Nam nó cũng có những vấn đề về cải thiện nhân quyền một cách tốt đẹp à, tuy nhiên không vì điểm đó Việt Nam Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam ông nói rõ thúc đẩy Việt Nam trong vấn đề nhân quyền nhưng sẽ không có những hành động để xen lấn vào vấn đề chủ quyền của phía Việt Nam đúng kính thưa quý vị điều mà người ta mong đợi tất cả đồng bào hương hải ngoại của chúng ta mong chờ về vấn đề nhân quyền thì kính thưa quý vị ông Barack Obama đã đưa ra một cái chữ đúng như lời anh hoàng trọng thủy đã dịch một cách rõ ràng đó là thúc đẩy kính thưa quý vị thúc đẩy là một cái vấn mật... anh anh biết sao không lúc mà tôi chiều nay quý vị sẽ nghe cái phần trình bày liên quan đến cuộc họp báo này lúc mà tổng thống Obama nói về nhân quyền thì tôi tôi cố gắng nghe bên phía biết phía bên uh, cái loa của phía Việt Nam có những người dịch lại bằng tiếng Việt hay không và có thể đó à, nhiều mình mình lo bởi vì cái vấn đề nhân quyền sẽ không được đặt thẳng với ông chủ tịch Trần Đại Quang thế mà cái câu hỏi về nhân quyền đã được đưa đến trong Trần Đại Quang và ông đã trả lời đó anh Đoàn Trọng anh có theo dõi cái phần trả lời của ông hay không tôi không có theo dõi cái buổi họp báo nhiều vì trong lúc đó có sự trục trặc giữa hai bên thế ông trả ừ. lời như thế nào ông anh? trả lời thưa quý vị một cách rất là bâng quơ và ông nói rằng hiến pháp việt nam có những cái điều khoản tôn trọng quyền của con người và quyền của người dân việt nam và việt nam đã đi đúng điều hướng và ông đưa ra một cái thí dụ điển hình ông nói như thế này ông nói rằng một trong những cái thí dụ về cái tình trạng cải thiện nhân quyền của việt nam đó là việt nam đã được liên hiệp quốc bình chọn trở thành thành viên của ủy ban nhân, nhân quyền Nguyên liên hợp quốc ông nói đó là cái thí dụ điển hình cho thấy cái sự phát triển về nhân quyền của việt nam rồi mà tại sao cứ bị chỉ trích thì lại dĩ nhiên cái hai chữ nhân quyền có thể nói được diễn giải khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. đúng nhưng như thế. nhưng lần này yeah. thì Hoa Kỳ cũng không đưa ra một cái động thái nào mạnh để có thể gọi là răn đe về tất cả những không, vi phạm không thấy, về nhân quyền. không thấy mà điều chỉ đó. Có một không cái thấy là... điều đó. nói tóm lại mà... họ chỉ theo dõi. dạ thân. vâng à, đúng như thế. anh Dùng chỉ theo dõi rất sát bởi vì Hoa Kỳ nói rằng là sẽ tiếp tục giám sát tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam nếu có điểm thứ nhì mà tổng thống Obama đưa ra đó là về vấn đề hợp tác ô nhiễm môi sinh cũng quan trọng lắm anh vâng. mặc dù ông không nói đến tình trạng cá chết ở miền trung hay là tình trạng cá chết ở miền nam nhưng ông nói rằng vấn đề ô nhiễm môi sinh và tình trạng hâm nóng bầu khí quyển thế giới cũng sẽ kêu gọi Việt Nam hỗ trợ bởi vì hiệp ước TPP cũng phải đặt ra cái đặt nặng vấn đề mà bảo vệ môi sinh ra. Và bên cạnh đó thì tổng thống Barack Obama cũng đưa ra một vấn đề gọi là xoa dịu về những cái nạn nhân của chất à, độc đúng, màu đúng da thế, cam. Đúng thế. Và à, ông ta nói sau khi uh -huh. cái công trình tẩy sạch tất cả làm sạch ở phi trường Đà Nẵng thì chúng tôi Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ cho phi trường Biên Hòa cho quý vị đúng biết rồi. là phi trường yeah. Biên Hòa cũng là một cái phi trường trong gần yeah. 9 khu đề đã um. sử dụng rất nhiều là gọi như chất, chất độc da màu cam. da cam, chất um, độc da cam và yeah màu da cam còn có việc mà tháo gỡ miền bẫy miền vâng. bảy ở việt nam à, tổng thống Obama cũng gửi lời cảm ơn phía việt nam đã hỗ trợ trong việc tìm kiếm những quân nhân mất tích mất trong thời tích. chiến tranh vâng. cho đến giờ phút này và ông mong rằng cái tiến trình cũng như Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm thêm những thi hài, hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích ở Việt Nam. Vâng và kính thưa quý vị, chấm dứt một ngày sau khi gặp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không yeah. được báo chí nói đến nhiều thì ông đã có không, một ha. bữa ăn bún chả Hà Nội một cách rất ngon lên. À, có một, một người đối diện với ông là ai vậy? Là ông, ông Putin ông bùn là Đen, một Anthony là à. một trong những phóng viên đến Việt Nam đã gần ở đó mấy tháng để làm cái những show truyền hình về thực phẩm tại Việt Nam anh? tôi thấy bạo ghê đó bởi vì cái ống cầm lon bia chai bia Việt Nam mà ông chai... dám uống oh, ông thì... đâu có biết là trong đó có chân ruồi hay gì không anh <laughs> kính thưa quý vị đó là Chính anh hoàng trọng thì đã đi anh, thịt heo mà không, biết thịt đó làm sao và trước khi ông đó bảo quá vậy anh trước khi đó thì ông đã muốn hai viên test ở thúc uh... gì đó à? hả uh... <laughs> vâng kính thưa quý vị đó là những cái thú vui và ông còn hứa là ông mong mỏi rằng ông sẽ có cơ hội sẽ trở lại việt nam à, cùng đúng, với đúng. gia đình nữa à, anh. ông uh, tổng thống obama ông nói rằng ngay từ đầu nói cuộc họp báo đó ông nói ông rất tiếc là mỗi khi ông đến nước nào đó là ông không có thì giờ đi thăm viếng nước đó bởi vì ông, ông nói họp suốt ngày Dạ. Thì ông nói rằng chỉ cho đến khi mà ông không còn làm tổng thống nữa thì ông hy vọng sẽ cùng phu nhân Michelle và ba hai đứa con gái và thăm Việt Nam và ông hy vọng là ông sẽ đi khắp miền đất nước để được à, gặp à, gỡ người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày đầu của chuyến viếng uh, thăm viếng của tổng thống Barack Obama khác với những chuyến đi trước của vị hai vị tổng thống tiền nhiệm dạ. thì người dân Hà Nội có vẻ gần gũi với tổng thống Barack Obama nhiều hơn và có thể những cái sự mà ngỡ ngàng uh, ngăn cách giữa dạ. vị nguyên thủ quốc gia thì ngày nay có thể hình như xích lại một bước người ta có những cái nụ cười thẳng thắn và những ừ. cái vẫy tay chào đến tổng thống Barack Obama khi trong ông bận một chiếc áo sơ mi trắng một cái quần yeah. sẫm để đi đến anh và đến bây giờ thì chắc lại tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị thức dậy để hành trang đi đến tòa đại sứ Hoa Kỳ mở đầu cho cái ngày thứ hai tại Hà Nội yeah. và đến trưa thì ông sẽ có một cái cơ hội gặp gỡ tất cả những người gọi là nhóm nhân sự xã hội hy vọng thôi hả anh bởi vì đến... ông nói thì... anh nói vấn đề đó, đó thì tôi phải um, nói ngay đó là trong suốt thời gian tổng thống Obama xuất hiện ở tại Việt Nam đó nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản đã ra tay đàn áp tối đa luôn à, cử công an đến từng nhà tất cả những người mà họ nghĩ rằng sẽ ra đường biểu tình đó tới tận nhà của những người này nhưng và mà không thưa, cho ai ra khỏi nhà hết. Trong thủy, đây là trong một trong những lịch trình không có sự can thiệp của Việt Nam theo như tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết rằng tòa đại sứ Hoa Kỳ có, tổng thống Hoa Kỳ có một cái đặc quyền khi đến thăm một cái quốc gia nào họ có chỉ định đi, đi những cái người nào họ tự chọn đến thăm và không cần, họ cần muốn, họ, họ mà không, không cần, được, không cần, không cần thông được. báo không, không báo thông báo, không báo được cản trở, không được cản trở Tuy nhiên vâng. quý vị đặt câu hỏi đó là không biết có những cái cuộc biểu tình thì quý vị thấy không có bất cứ một hình ảnh nào cho thấy diễn ra các cuộc biểu tình mà trước đó đó trên mạng Facebook, Instagram đã kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình. À, thứ nhất là tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội, thứ nhì là biểu tình về cái tình trạng cá chết nhưng mà không có xảy ra khi tổng thống Obama đến Hà Nội cũng như vào sài gòn à, sẽ còn à, cục cuộc, cuộc, à, thăm viếng còn tiếp diễn khi mà phái đoàn đi vào sài gòn à, đoàn trọng hoàng trọng thủy sẽ tiếp tục gửi đến quý vị chi tiết à, xin mời quý khách khán giả cùng theo dõi với lý đồ sài gòn tv